Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với buổi tập của các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam sau trận đấu với Indonesia. Như vậy là chúng ta lúc này đang có được 7 điểm và đang bằng điểm với các cầu thủ Indonesia. Và chúng ta đang là đội bóng nắm quyền tự quyết trong tay khi lượt cuối cùng chúng ta chỉ phải đối đầu với Campuchia. Trong khi đó thì Malaysia và Indonesia sẽ phải đối đầu với nhau.